Hằng kêu gọi quyên góp cứu trợ miền Trung để vượt qua trận lũ lịch sử. Khán giả đang vô cùng thắc mắc số tiền hơn 13 tỷ đồng được gửi vào tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh đã đi về đâu và sử dụng cho mục đích nào, đang vướng phải lùm xùm với bà Phương Hằng. Thế nên hành động im hơi lặng tiếng của nam nghệ sĩ càng khiến dư luận phản ứng dữ dội. Chưa kể, mạng xã hội còn lan truyền những hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng về vụ việc này, khiến sự việc càng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Và sau nhiều ngày im lặng, sáng ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã gửi đến cơ quan truyền thông những lời trần tình về số tiền 13 tỷ đồng mà cư dân mạng thắc mắc bấy lâu nay. Trong đó, nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận số tiền chính xác là 14,67 tỷ đồng, hiện vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích từ thiện mà anh đã thiết lập. Theo Nam Danh 2, anh đã 2 lần lên kế hoạch để đi trao tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung, nhưng đành rời lại vì dịch bệnh Covid-19. Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người. Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương, nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai. Danh hài Hoài Linh bộc bạch, thương lắm quý vị ơi, vì có nhiều người gửi 8.000 đồng đến 9.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng cho thấy tấm lòng thiện nguyện, chia sẻ với đồng bào miền Trung. Tôi sẽ đến tận nơi trao và xin lỗi đồng bào miền Trung về sự chậm trễ này. Nghệ sĩ Hoài Linh cho biết đã chuẩn bị mọi thứ để cứu trợ bà con vào đợt Tết Nguyên Đán, nhưng do tình hình dịch bệnh bùng phát nên phải rời lịch. Theo đúng kế hoạch đặt ra ban đầu, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ đích thân đi đến địa bàn để gặp gỡ bà con để trao tiền cứu trợ vào ngày 10 đến 17 tháng 5 vừa qua. Chính vì lý do này, hiện tại số tiền hơn 14 tỷ đồng này vẫn còn nằm trong tài khoản ngân hàng do Nam Danh Hải lập riêng cho việc từ thiện. Để chứng minh tính minh bạch của bản thân, thì nghệ sĩ Hoài Linh còn khẳng định sẽ công bố các clip, chứng từ sau mỗi chuyến làm từ thiện. Nam Danh Hải cho biết sẽ làm việc đúng lương tâm và không phụ lòng tin của công chúng. Phản hồi của nghệ sĩ Hoài Linh hiện đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Netizen xôn xao bàn tán và không ngừng đưa ra những ý kiến và quan điểm trái chiều. Cụ thể thì cộng đồng mạng lan truyền một video Hoài Linh đi làm từ thiện cùng một nhãn hàng ở Điện Biên vào tháng 1 năm 2021, tức sau 2 tháng sau khi Nam Danh Hải chốt sổ số tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung ngập lũ lụt. Trong ghi chú của nhãn hàng có nêu rõ, tháng 1 vừa qua, chúng tôi đã có mặt và làm nóng không khí tại tỉnh Điện Biên. Khai xuân hoan hỉ, không quên tặng quà hết ý. Bên cạnh 500 phần quà thiết thực gửi đến các em nhỏ khó khăn, nụ cười của các em còn cho chúng tôi hiểu rằng sự quan tâm và sẻ chia đúng lúc còn để lại nhiều giá trị tinh thần hơn cả. Đoạn video Hoài Linh đi làm từ thiện ở Điện Biên được nhãn hàng đăng tải trên kênh YouTube chính thức là vào ngày 4 tháng 2 năm 2021. Ngày 20 tháng 10 năm 2020, thì Hoài Linh công khai số tài khoản và kêu gọi công chúng quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, thì Nam Danh Hải chính thức đóng tài khoản, thông báo đã nhận được số tiền hơn 13 tỷ đồng và sẽ lên đường về miền Trung trao cho bà con số tiền quyên góp trên. Tuy nhiên, đến nay thì đã hơn 6 tháng, Hoài Linh xác nhận số tiền chính xác là hơn 14 tỷ đồng, vẫn nằm trong tài khoản riêng của anh, khiến khán giả hoang mang. Sau Hoài Linh giải thích vì dịch bệnh nên phải rời lại vụ đi miền Trung, nhưng tháng 1 năm 2021 thì Hoài Linh vẫn đi Điện Biên làm từ thiện do một nhãn hàng tổ chức. Chưa kể tháng 12 năm 2020, Hoài Linh còn ra Nha Trang dự live show Dạng Nguyệt của em trai Dương Triệu Vũ. Khánh Hòa cũng miền Trung mà anh, sao anh không sẵn ghé qua luôn các tỉnh? Tôi thật là hoang mang, một khán giả để lại lời bình trước sự việc này. Nhiều người chủ yếu là fan thì vẫn tin tưởng, tỏ ra cảm thông về tình hình dịch bệnh nên nam nghệ sĩ mới chưa thể trực tiếp đến miền Trung để trao tận tay cho bà con số tiền quyên góp trên. Người hâm mộ động viên nam nghệ sĩ giữ vững tinh thần để hoàn thành trách nhiệm, sớm vượt qua những lùm xùm không hay. Tuy nhiên thì đa số dân mạng cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh nên thông báo rõ ràng sự việc này ngay từ ban đầu, chứ không phải đợi đến khi khán giả thắc mắc thì mới lên tiếng giải thích. Bên cạnh đó thì netizen cũng nhắc tới sự việc bà Phương Hằng lên livestream gọi tên Hoài Linh do sự việc từ thiện 13 tỷ đồng. Theo đó thì bà Phương Hằng cho hay mình nằm mơ thấy nghệ sĩ Hoài Linh chưa chuyển số tiền đó đến đồng bào miền Trung mà còn giữ trong tài khoản. Có thể thấy thời gian vừa qua, việc quyên góp từ thiện của các nghệ sĩ luôn gặp phải những tranh cãi trái chiều từ khán giả. Tuy nhiên, cách xử lý vấn đề và minh bạch trong chuyện từ thiện là yếu tố hàng đầu mà các nghệ sĩ cần quan tâm để tránh những đồn đoán, tranh cãi xoay quanh vấn đề này. Và nếu ngay từ đầu, nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng giải thích rõ ràng thì có lẽ sự việc sẽ không bị đẩy đi xa như hiện tại. Vậy bạn nghĩ sao về lùm xùm nghệ sĩ Hoài Linh chưa chuyển khoản tiền ủng hộ đồng bào miền Trung và lời giải đáp mà nghệ sĩ Hoài Linh đưa ra? Hãy để lại ý kiến cho blog giải trí cùng biết với nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.